Xin chào quý anh chị, lại là em Nhung bên Smart Retail đây. Và hôm nay em có một trò rất là thú vị cho anh chị, đó là đây. Thì đây chính là một con màn hình cảm ứng di động bên Smart Retail, hay còn được gọi là màn hình Stand By Me. Khi anh chị mua về thì sẽ được đóng gói rất là kỹ càng như thế này ha. Và em thấy cái này nó hơi to so với em, thì em sẽ nhờ thêm một cái anh kỹ thuật đến hỗ trợ em để xem bên trong này có gì ha. Và đây là anh Tiền bên bộ phận kỹ thuật của Smart Retail sẽ hướng dẫn quý anh chị lắp ráp cái màn hình này nha. Ok, vậy bây giờ mình tiến hành luôn nha. Sau khi unbox thì đây là toàn bộ sản phẩm Stand By Me của Smart Retail. Mình xin giới thiệu từng bộ phận. Đầu tiên là phần chân đế, hơi nặng, rất là chắc chắn, có bánh xe để thuận tiện cho việc di chuyển. Trường hợp mình muốn cố định một chỗ thì mình dùng bốn nút này để gắn vào bốn vị trí này, bốn con ốc thì sẽ cố định một chỗ. Đây là màn hình có cả cam, còn này là phần thanh đứng. Những phụ kiện kèm theo sẽ được tặng kèm một cái tua vít, remote điều khiển, bộ nguồn sạc, ốc vít và sách hướng dẫn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành phần hướng dẫn lắp đặt luôn rồi. Đầu tiên mình sẽ lắp cái thanh đứng này. Cái phần này nó sẽ có cái phần nhôm ra đây. Và bên trong này nó có một cái lỗ. Mình sẽ đặt cho nó chính xác và nó sẽ vô. Mình sẽ dùng ốc dài để mình siết rồi. Nó sẽ có bốn vị trí. Rồi mình sẽ gắn thành lên. Bốn vị trí này sẽ có bốn con ốc. Mình chỉ cần siết lại thôi. Rồi bây giờ còn lại mình cắm trực tiếp vào phía sau lưng mình. Okay. Mình đã hoàn thành quy trình lắp đặt của màn hình Stand By Me. Vừa rồi thì anh chị cũng điểm qua về phần cấu hình của chiếc màn hình này rồi, và về cái tính ứng dụng của chiếc màn hình này thường được sử dụng trong các trung tâm thương mại. Họ được dùng để như là quảng cáo nè, đánh giá chất lượng dịch vụ, tra cứu thông tin, và có thể sử dụng cho mục đích là quảng cáo và giải trí. Và giờ thì em sẽ mời anh chị trải nghiệm cùng với chiếc màn hình này xem là có khác gì những chiếc màn hình khác hay không nhé. Và chiếc màn hình này thì sử dụng với hệ điều hành Android rất là dễ dàng sử dụng cho người dùng. Và giao diện thì em thấy nó không khác gì một chiếc smartphone thông thường. Khi mà chạm vào em thấy nó rất là nhạy. Và khi mà lướt thì nó rất là mượt nha anh chị. Và bây giờ em sẽ test về cái phần video và cái phần âm thanh của chiếc máy này cho anh chị trải nghiệm cùng với em nhé. Và đây. Và sau khi mà em xem cái video này á, thì em thấy cái hình ảnh của nó chiếu rất là sống động nè, và cái âm thanh của nó nghe rất là êm tai, rất là ấm luôn. Và đặc biệt á, là cái máy này nè, anh chị có thể thấy là nó có thể tùy chỉnh theo cái góc nhìn của anh chị, như là anh chị có thể gặp này, gặp trước nè, hoặc là anh chị có thể gặp sau. Và anh chị cũng có thể thay đổi cái màn hình ngang hay là dọc tùy theo nhu cầu của anh chị ha. Đấy. Đặc biệt hơn là cái màn hình này anh chị cũng sẽ có thể di chuyển đến cái vị trí trong nhà hay là văn phòng mà anh chị muốn. Và có quá nhiều là công dụng cũng như là tính năng của chiếc màn hình này đúng không anh chị? Anh chị nào thích chiếc máy này thì liên hệ với số hotline phía bên dưới màn hình giúp em Nhung nha. Và em xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.